Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm 3 món đồ chơi nữa mà cũng thuộc về đồ chơi dùng pin. Mà các bạn xem chi tiết và màn hình nhé. Thì đầu tiên mình sẽ review đó là siêu nhân ngực đèn. Sản phẩm này á, nó ngực đèn á, thì đằng trước nó sẽ có một cục đèn các bạn. Ở bên trên thì nó có một cái tay cầm các bạn ha. Này, công tắc nó cũng nằm ở trên tay cầm luôn. Nó sử dụng là 3 viên pin các bạn. Hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Pin này sử dụng là pin con ó các bạn. Con ó đỏ, con ó vàng gì cũng được. Các bạn ra tạp hóa mua là nó sẽ có hàng. Thì khi chúng ta bật công tắc lên thì sản phẩm sẽ quay 360 độ. Và cái ngực nó sẽ có rất là nhiều đèn LED chiếu vào, chiếu rất là đẹp các bạn ha. Các bạn nhìn chi tiết ha. Rồi, sản phẩm thứ hai mình muốn review đó là cái siêu nhân mặt nạ mà chân đèn các bạn. Thì nó cái tên mặt nạ chân đèn thì đương nhiên là cái mặt nạ của siêu nhân phải có cái mặt nạ rồi. Rồi cái chân nó cũng phải có đèn các bạn. Hai bên tay của siêu nhân thì có một cái súng và một cái miếng để đỡ các bạn ha. Đỡ vũ khí á. Đằng trước ngực cũng có đèn LED luôn các bạn. Đó, mình bẻ lên cho các bạn xem. Thì đằng trước ngực nó cũng có đèn LED. Nó cũng xoay 360 độ và nó cũng có rất là nhiều đèn chiếu ra các bạn ha. Rất phù hợp chơi cho ban đêm. Thì những sản phẩm này là thuộc về những sản phẩm mà lồng đèn trung thu các bạn. Mình review trước cho các bạn xem. Nếu các bạn cảm thấy đẹp thì mua gì cho con em chúng ta chơi. Mà cảm thấy hay thì các bạn có thể lấy về mà bán. Rồi, sản phẩm thứ ba mình review cho các bạn xem đó là siêu nhân điện quang. Đây là nhân vật chính của trong cái video mình nè các bạn. Thì nói đến siêu nhân điện quang thì mình nhìn cái mẫu mã của nó các bạn thì thấy nó cũng không có đẹp bằng hai cái mẫu mã trước của cái siêu nhân trước, tại vì đèn nó ít hấp dẫn, nhưng mà cái tên điện quang thì mình cảm thấy nó rất là thu hút. Thì nó cũng dùng 3 viên pin luôn các bạn. Sản phẩm nó dùng 2 viên pin nha các bạn. Hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Đằng trước ngực nó cũng có một cái bóng đèn thôi, nó cũng có nhạc đó. Tay chân thì nó cái tay chúng ta có thể bẻ lên bẻ xuống được nha các bạn. Các bạn cảm thấy sản phẩm nào đẹp thì các bạn lấy về buôn bán nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.